Nam đâu rồi? Nam đi mua cà phê rồi. Ê, gì? Có cái email này, mày nhất định phải xem nha. Nè. Tao tưởng đâu là có khán giả gửi thư về yêu cầu với chủ đề yêu là vợ cũ. Nhưng mà tao đọc xong, tao phát hiện ra không ai xa lạ. Là ông Nghĩa. Kìa, mày đọc đi. Tôi đã sống trong hận thù, lấy trả thù làm mục tiêu. Thế nhưng, ngày gỡ tấm mặt nạ xuống, tôi hiểu ra có rất nhiều điều đã lộng giả thành chân. Tao không muốn đọc nữa đâu. Nghĩ đây lại khó chịu. Vì anh ta lôi Kitty ra trước truyền thông để tấn công anh Vũ, là chẳng có gì có thể biện minh được nữa. Biện minh được chứ sao không? Tâm lý của ông bây giờ là con cá mất là con cá to. Cộng thêm bây giờ đang ghen lòi mắt á. Tao sẽ gặp anh ta để nói chuyện cho rõ ràng. Nhưng mà bây giờ bàn việc đã. Mời các bạn cùng ra đây, ta hát chung một bài nào. Mời các bạn cùng giơ tay, ta đếm cho thật đều. Một với một là hai, hai thêm hai là bốn, bốn với một là năm, năm ngón tay sạch đều. Ê, Kitty giỏi thế. Chào hai mẹ con. Con chào chú. Chú chào Kitty. Chú tặng Kitty này. Con cảm ơn chú. Con có thích không? Không cả. Cũng hay. Tôi đang có chuyện cần nói chuyện rõ ràng với anh. Để tôi đưa Kitty vào nhà, rồi chúng ta đi nói chuyện. Đi con. Chào Kitty. Con chào chú. Trong lúc đợi em, anh đang nghĩ nhiều về chuyện trước kia. Tôi thì không muốn nghĩ về chuyện trước kia, bởi vì trong chuyện đó có anh. Nhưng mà việc anh làm gần đây khiến tôi cảm thấy rất khó chịu và phẫn nộ, nên tôi càng phải muốn gặp anh để nói cho rõ ràng. Việc anh mang Kitty ra để tấn công anh Vũ là việc không thể chấp nhận được. Vì thế mà em lên cả chương trình để bảo vệ cậu ta. Nếu em yêu cậu ta đến thế, sao đến bây giờ hai người vẫn chưa kết hôn? Là vì tôi thấy mình không xứng, anh hiểu không? Chứ không phải là tôi không yêu. Cho dù thế nào, sự thật anh mới là bố của Kitty. Anh mà là một người bố, một người bố mà hành xử đem con gái mình ra giữa hòn tên mũi đạn như thế à? Anh không làm. Cho dù là em không tin, thì anh vẫn khẳng định là anh không làm. Anh không phải là người đưa thông tin của Kitty cho truyền thông. Anh làm thế để được gì? Để em căm ghét và coi thường anh hơn à? Vậy em cũng phải hiểu, đối thủ của Vũ không phải là chỉ mình anh. Có rất nhiều người muốn hạ bệ cậu ta. Có thể trong bệnh viện chẳng hạn. Nhưng mà sự việc này không phải là từ anh, thì tôi xin lỗi. Là do tôi hiểu lầm. Anh chỉ muốn biết là em định cả đời này không nói với con về anh à? Đúng. Tôi đã định như vậy. Nhưng mà bây giờ sự việc cũng công khai rồi. Tôi cũng không có gì phải hổ thẹn mà để giấu giếm cả. Khi nào Kitty lớn, con sẽ quyết định việc có nhận anh hay không. Còn bây giờ con cũng đủ đầy rồi. Gia đình tôi đủ sức lo cho con. Anh cũng có gia đình riêng.
nên tôi không muốn mọi việc cứ lằng nhằng dây dưa mãi như thế này. Anh chỉ mong là em và con đừng coi anh là người ngoài được không? Nhưng mà với tôi, anh là người ngoài, là người dưng nước lạ. Trước đây tôi đã nói là tôi tha thứ cho anh. Tha thứ có nghĩa là chấm dứt, là mọi chuyện kết thúc, để mỗi người đều sống tốt phần đời của mình. Nên tôi mong anh hãy tự trọng. Trạm cứu hộ trái tim hôm nay muốn tâm tình với bạn một câu chuyện cũ. Ông trời đã bù đắp cho em một người chồng tuyệt vời và một người mẹ chồng tốt bụng luôn yêu thương em. Anh không tuyệt vời đến thế đâu. Biết đâu có một ngày. Ê bạn, có cần phải nhìn vợ người khác như thế không? Anh bám theo tôi đến tận đây đấy à? Ngày xưa anh chưa từng theo đuổi em, bây giờ cũng vậy. Con trai của cô đấy à? Bố đứa trẻ, liệu tôi có biết không nhỉ? Vậy là cô cài người theo dõi tôi đây. Có còn việc nào tồi tệ hơn mà cô chưa làm với tôi không? Anh lo vì anh ta sẽ làm hỏng kế hoạch của chúng ta. Giống mẹ cái gì không giống, lại giống đúng cái tính dại trai. Con nghĩ cho dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn chọn cách là tin tưởng chồng con. Anh chỉ sợ đến lúc đấy em lại thất vọng vì anh thì sao? Tài sản chung của chúng ta hả? Hình như còn đâu ở cái dự án treo đấy. Bây giờ tôi chỉ có hai mặt tay trắng này. Cô lấy được gì thì... Khốn nạn! Cô có 24 giờ để dọn ra khỏi nhà và biến khỏi cuộc đời tôi. Còn Gôn, tạm thời cứ ở lại hoặc đưa đi, tùy. Ủa, mẹ. Mẹ dậy sớm vậy? Ừ. Hóa ra là con trai mẹ cũng biết huýt sáo cơ đấy. Thì chắc yêu đương vào nên nó khờ khạo ngốc nghếch vậy đó mẹ. Thế nếu mẹ vẫn không đồng ý thì hai đứa vẫn quyết định ở bên nhau à? Lúc mẹ đưa con tới tổ hợp sức khỏe của gia đình Hà, con đã nghĩ tụi con vẫn còn cơ hội. Mẹ, mẹ thương tụi con rồi đi mẹ. Con với Ngân Hà khó khăn lắm mới đi được tới bước này. Anh chỉ mong là em và con đừng coi anh là người ngoài được không? Nhưng mà với tôi, anh là người ngoài, là người dưng nước lạ.
Trước đây tôi đã nói là tôi tha thứ cho anh. Tha thứ có nghĩa là chấm dứt, là mọi chuyện kết thúc, để mỗi người đều sống tốt phần đời của mình. Nên tôi mong anh hãy tự trọng, tránh xa mẹ con tôi và tránh xa gia đình tôi. Vì để giữ được sự bình yên và quý giá này, tôi dám làm mọi thứ đấy.